Bây giờ tới chương trình tặng bánh trung thu cho các bạn trẻ ngoài phố rồi. Jessica thấy vui không? Jessica muốn đi tặng bánh trung thu với Tion không? Ai chở đi? Dạ. Chiếc xe đạp tình yêu của em ha anh. Hồi em lấy. Để mấy bữa rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi phát bánh trung thu cho các bạn trẻ ngoài phố. Trên xe bây giờ chỉ có Tion, Tài và anh tên gì ạ? Mình tên Hiếu. Và anh Hiếu à, người nhà của bạn, người cách Tài sẽ phụ chúng ta đi phát bánh trung thu. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây các bạn? Ok, lên đường thôi anh em. Thẳng tiến nào, đi đi. Bye bye nha, người cách Cun. Lên đường thôi. Chương trình hôm nay tươi xanh nha, phát không hết bánh trung thu là khỏi về nhà luôn nha các bạn ha. Làm tiên cá là chỉ đi xe đạp thôi nha các bạn. Tiên cá là không thể phá hoại môi trường. Tôi nghĩ là không chỉ tặng bánh trung thu cho trẻ em, mà bất cứ người nào mà mình thấy hoàn cảnh khó khăn ở ngoài phố thì mình sẽ đều tặng bánh trung thu đi ha. Tôi thấy có một cái cô đang đi bán hàng rong kìa, tặng bánh trung thu cho cô ấy được không? Rồi quên nữa, tôi chưa giới thiệu cho các bạn biết đây là bánh trung thu của bạn người cá Ba Sa. Nhà của bạn người cá Ba Sa làm bánh trung thu đã tài trợ cho chúng ta bánh trung thu để đi tặng cho các bạn. Và bánh trung thu này rất là ngon. Năm sau câu lạc bộ người cá sẽ đặt bánh trung thu của nhà bạn người cá Ba Sa nhiều hơn nữa. Bởi vì bánh trung thu này không bỏ bột nem, bột ngọt, chất bảo quản độc hại nên không có thể bảo quản được lâu, ăn vào rất là bổ. Rồi bây giờ thấy cái cô đó chưa? Đó cô kìa. Người cá Tai qua tặng cho cô đó đi. Dạ, trung thu vui vẻ nha cô. Cho đi là niềm vui nha các bạn nha. Tặng bánh trung thu. Cô ơi, tặng bánh trung thu cho cô. Dạ đúng rồi. Cái này là một cái. Chân này. Dạ, cô muốn thêm một cái nữa ha. Được luôn. Nhà có con hay cháu hả? À, cho em bé hả cô? Rồi, cảm ơn cô. Mang đến niềm vui cho mọi người. Em thấy sao, vui không? Vui. Tặng bánh trung thu cho cô bán hàng gánh hả? Rồi, ok. Em muốn tặng cho ai tặng luôn. Rồi, chào chị. Em này muốn tặng bánh trung thu cho chị, cho vui. Đang tập cho mấy em nhỏ tập làm việc tốt. Dạ. Vui không? Đó, cô đi bán bánh, em tặng bánh lại cho cô luôn. Quá tốt rồi. Chương trình tặng bánh trung thu của bạn người cá Tai. Tặng bánh trung thu. Thấy làm việc tốt vui không Tai? Dạ. Cảm ơn cô, chúc cô trung thu vui vẻ nha. Buôn mai bán đắt nha. Dạ rồi, đi tiếp Tai ơi. Kìa chú bảo vệ muốn kìa, cho chú bảo vệ bánh trung thu luôn. Trung thu dữ quá các bạn ơi. Một gà nướng, một thịt lợn, một thịt bữa. Chương trình tặng bánh trung thu cho mọi người. Thì có.
Người cá tai tiếp tục mang đến niềm vui cho mọi người. Rồi. Chương trình tặng bánh trung thu cho trẻ em ngoài phố chắc phải đổi thành cái tên khác, đó là chương trình tặng bánh trung thu chia sẻ niềm vui đến mọi người ngoài phố. Wow, 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 wow. Yeah. Rồi, đi thôi. Đúng rồi, cái này mình đi tặng bánh trung thu, ai muốn thì mình cho, hiểu không? Chứ không phải chỉ riêng vì trẻ em. Còn đủ bánh để tặng không? Nãy giờ tặng cũng khá là nhiều rồi đúng không? Dạ, chắc là chừng chừng thì ai trả nữa sẽ hết. Chà, những người lớn tuổi khổ quá, không biết sống ở đâu nè, phải ra phố sống nè các bạn ơi. Trung thu chương trình tặng bánh trung thu mang đến niềm vui cho mọi người nào, mang đến niềm vui cho mọi người các bạn ơi, cho đi là niềm vui thấy chưa các bạn. Rồi có hai ô, có một bạn nhỏ nữa kìa, tặng bánh trung thu cho bạn luôn. Cho bạn hai loại luôn, một loại sầu riêng với một loại đúng rồi. Dạ, đây là em bé đầu tiên mà của chúng tôi. Bánh trung thu rất ngon, không có bỏ chất bảo quản. Không nên không có để được lâu nha cô, ăn trong vòng 2-3 ngày thôi. Rồi, tặng cho chú này một cái đi. Tặng chú bánh trung thu vui vẻ nha chú. Chú này nữa. Còn ai nữa không? Hết rồi hả? Thẳng tiến tới luôn. Vậy thôi mình đi thẳng tới ha. Dưới chân cầu này hết rồi. Các bạn làm người cá muốn trở thành tiên cá, không chỉ rèn luyện sức khỏe để có được trí tuệ mà còn phát triển tình yêu thương đến tất cả mọi người. Giống như hôm nay bạn người cá tai có duyên đi tặng bánh trung thu với Tion, và bạn người cá ba sa đã hỗ trợ cho chương trình tặng bánh trung thu của ngày hôm nay. Và cảm ơn đại gia đình người cá đã ủng hộ cho câu lạc bộ Tiên Cá Tion ngày một phát triển hơn, mang đến được tình yêu thương nhiều hơn cho tất cả muôn loài. Chương trình gây quỹ từ thiện cứu thiên nhiên và động vật của câu lạc bộ chúng ta ngày một lớn hơn mỗi ngày đó các bạn ơi. Thiệt là vui quá ha. Cho đến khi nào ngoài đường không còn người khổ nữa thì chúng ta đã thành công rồi đó các bạn người cá ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây người cá tai? Thẳng xuống nữa là sẽ có trời. Hả? Người cá tai biết luôn hả? Và chúng ta đang trên con đường 3 tháng 2.